Lưới đánh cá đầu kính chào bà con. À đầu hôm nay giới thiệu bà con cái dòng lưới đánh lối lưới dù Thái ba màn. Chiều cao của lưới là 4m, chiều dài của lưới là 100m. Kích thước lỗ lưới là then 5 10 phân. Trên màn hình bà con cũng thấy được một cái tấm lưới nó dài, mấy cái nữa là về cái kỹ thuật thắt cũng như là về cái chất liệu để tạo lên một cái lưới tấm lưới như thế này nó đòi hỏi là tất cả các thông số phải cân đối. Về cái chất liệu phao, à đầu vẫn giới thiệu đó là cái dòng phao ngón chân cái. Ngoài cái dòng ngón chân cái này ra còn có dòng phao chui dao, hàng chui dao thì nó lớn hơn, nó dài hơn. Đây là dòng lưới đánh đổi nên à đầu cân cho làm sao giữa phao với chì đấy nó hợp lý để cho làm sao phao cho cái tấm lưới nó nổi để đánh bắt cá mè. Về cái phần lưới này, sợi lưới của nó cũng như là cái áo bên ngoài của nó là hàng lớp áo đan bằng tay để tạo lên cho cái phần đỡ bên ngoài nuốt được khỏe khoắn và chắc chắn. Về sợi lưới bên trong thì nó phù hợp cho cái dòng lưới này, đó là then 5 10 phân, kích thước sợi lưới của nó là sợi số 4. Kính thưa bà con, khi bà con mà đặt những cái dòng lưới này, khẳng định với bà con rất là thích, tại vì cái túi của A Đấu làm rất là sâu, hàng được gia công trực tiếp tại nhà, tại gia đình, tại xưởng. Bà con muốn làm nên những tấm lưới mà theo đúng ý của bà con thì bà con hãy điện cho A Đấu, A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con. Đây về cơ bản đây bà con thấy hình dung được là cũng tưởng tượng được là cái sợi dù của nó rất là khỏe. Đây phao, đây phao của nó, đây là cái tấm, những tấm lưới này A Đấu đang xử lý và gia công cho bà con. Đấy, cái kích thước lỗ lưới là then 5. Hàng này là đang gia công cái đầu trên cho bà con để cho bà con có thể được hình dung được là A Đấu làm nó kỹ càng và cái nước thắt của A Đấu nó như thế nào. Bà con nhớ lưu số điện thoại của A Đấu lại, khi cần thiết là A Đấu sẽ điện cho A Đấu, A Đấu sẽ tư vấn thêm cho bà con. Xin kính chào bà con.